Mới đây, Quốc vụ Khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế UAE Thanibin Ahmed al zeudi đã hội đàm với lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam để thảo luận về phương hướng thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước. Một trong những trọng tâm là hai bên đã tổ chức thành công đàm phán phiên họp lần thứ nhất nhằm tiến tới ký kế kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện giữa Việt Nam và UAE, SEPA. Tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao tầm quan trọng của việc đàm phán CEPA trong thúc đẩy quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE về kinh tế, thương mại và đầu tư. Theo đó, cấp kỹ thuật của hai bên đã trao đổi làm việc có trách nhiệm trên tinh thần hợp tác, linh hoạt nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng gồm thương mại hàng hóa, quy tắc xuất xứ, thương mại dịch vụ, thuận lợi hóa đầu tư, thương mại điện tử, hợp tác hải quan, phòng vệ thương mại, vân vân. Đây là cơ sở pháp lý tạo tiền đề thuận lợi cho các phiên thảo luận tiếp theo hướng tới mục tiêu sớm kết thúc đàm phán CEPA. Trên cơ sở cân bằng về lợi ích giữa Việt Nam và UAE, CEPA sẽ là văn kiện pháp lý quan trọng tạo cú hích thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới, góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và UAE.